dấu hiệu nhận biết rối loạn kinh nguyệt. Kinh nguyệt là hiện tượng bong lớp niêm mạc tử cung có chu kỳ do sự thay đổi nội tiết làm chảy máu từ buồng tử cung ra ngoài âm đạo khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì từ 12 đến 16 tuổi ở nữ giới. Thông thường, kinh nguyệt sẽ kéo dài từ 3 đến 5 ngày và mức khoảng từ 50 đến 100ml. Chu kỳ bình thường của kinh nguyệt thường sẽ lặp lại theo 28 đến 30 ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào chu kỳ kinh nguyệt cũng xảy ra theo dự kiến, mà nó sẽ xuất hiện các biểu hiện bất thường sau đây và được gọi là rối loạn kinh nguyệt. Vòng kinh thay đổi, chu kỳ kinh nguyệt đến chậm hoặc đến sớm, chị em trễ kinh trên 7 ngày hoặc vài tháng mới xuất hiện một lần, hoặc có trường hợp chỉ mới 20 ngày đã có kinh. Không có kinh hay còn gọi là vô kinh, trường hợp này thường rơi vào những người đã 6 tháng liên tục mà kỳ kinh không hề xảy ra. Cường kinh được hiểu là lượng máu kinh chảy ra quá nhiều, luôn đọng ướt băng vệ sinh, khiến cơ thể mất máu nhiều. Rong kinh tức là số ngày có kinh liên tục kéo dài và nhiều hơn 7 ngày. Thiểu kinh tức là số ngày có kinh ít hơn 2 ngày, đồng thời lượng máu kinh rất ít. Màu kinh nguyệt xuất hiện màu đỏ tím hoặc đỏ đen, hoặc chị em bị đau bụng kinh dữ dội cũng là biểu hiện của chứng rối loạn kinh nguyệt. Phòng khám đa khoa Hoàng Cầu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý.